Mùa đông sắp đến rồi, chuẩn bị để mặc hoodie rồi. Hello, xin chào bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với TVM TV. Mình là Trung Ngô. Và ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn những chiếc áo hoodie mới của The Fireman E. Chiếc áo mới toanh. Đây không gọi là những chiếc áo mà đẹp nhất, độ hoàn thiện cao nhất, chất liệu tốt nhất của The Fire Monkey trước đến nay luôn. Đây là những chiếc hoodie da lộn. Đối với các loại da này thì nó khác với da lộn thông thường ở chỗ là da lộn thông thường các bạn đã biết là nó rất là kỵ nước. Chúng ta không thể giặt được như bình thường, chúng ta sẽ phải mang ra tiệm hấp và sấy. Rồi nếu như chạm nước vào thì nó sẽ rất là khó vệ sinh. Nhưng mà tuy nhiên thì đây là một loại da lộn nhân tạo và nó có khả năng giặt rũ như bình thường. Các bạn có thể giặt bằng máy, có thể giặt bằng tay, giặt bằng bột giặt, giặt bằng nước giặt, tất cả mọi loại như bình thường. Chỉ muốn lưu ý một điều là giặt bằng nước lạnh thôi. Đây là da lộn nhân tạo nhưng mà cảm giác sờ rồi cái độ hoàn thiện của nó cực kỳ là đẹp. Mình sờ cảm giác nó rất là mịn, nó mượt, nó mịn mà có thể là nói là nó khá là ấm đấy. Và cái chất liệu này nó vẫn rất là mềm mại và có độ co giãn vừa đủ. Nó rất thoải mái, nó không giống như chúng ta mặc một cái áo da trên người, sờ nó mịn, nó mềm mà kéo ra kéo vào nó vẫn hơi có độ co giãn. Và mặc rất là thoải mái. Chiếc áo này thì nó có một cái lớp nỉ lót ở bên trong. Lớp nỉ này nó cũng mịn, nó cũng mềm, giống như là cái da lộn bên ngoài vậy. Và đây sẽ là một chiếc áo hai lớp, có nỉ, có da lộn. Nó sẽ khá là ấm. Thế nhưng nó vẫn nhẹ, nó vẫn mỏng. Đây, mình đang sờ từ trong ra ngoài này. Cảm giác nó rất là mỏng. Và cầm cái áo lên thì cực kỳ là nhẹ. Đây sẽ là một cái áo rất là thoải mái khi chúng ta mặc lên. Một cái áo mà chúng ta có thể mặc hàng ngày. Đó. Các bạn thấy cái màu mình đang có ở đây không? Đây là một cái màu gọi là màu sky blue. Ngoài ra còn có rất nhiều màu khác ở trên trang web. Mình cũng đã làm một video lookbook ở trên YouTube rồi. Các bạn có thể bấm vào link ở phía trên này nhá. Chúng ta hãy nói đến những cái đường kim mũi chỉ ở trên con áo này, xem là cái độ hoàn thiện của nó đến đâu nhá. Đầu tiên là mình thấy rằng trên cái áo này nó có rất nhiều những cái đường may dấu. Các cái đường may của nó sẽ được giấu ở bên trong. Rất khó để mà có thấy được một cái đường chỉ nào mà nó thừa ra hay là nó hở ra ngoài cả. Đây, ở tay này hoàn toàn là các đường may để giấu hết bên trong, rất là đẹp. Chỉ có các cái đường may ở phần túi này chúng ta có thể thấy là có đường may lộ ra ngoài, thì tất cả các đường may này nó đều có màu trùng với cả màu của áo luôn, thì nó đảm bảo cho cái độ liền mạch của cái áo này. Một cái áo trơn basic, nó không bị một cái điểm gì nó thu hút mắt quá ấy. Tức là cả cái áo này nó đều là một cái điểm nhìn cho chúng ta, một cái áo basic trơn toàn bộ và cùng một màu từ đầu đến cuối, tất cả cùng một màu xanh, rất là đẹp. Và nói thật với các bạn là tất cả những chiếc áo từ trước đến nay của The Fire Monkey thì mình đã đều cầm trên tay rồi. Và thực sự mình phải nói rằng đây là một bước tiến lớn của cái hãng local brand The Fire Monkey. Bởi vì những cái áo mới như thế này nó có độ hoàn thiện quá tốt luôn. Nhìn từ bên ngoài này chúng ta không thể thấy được một cái đường chỉ thừa hay là những cái đường chỉ dối nào cả. À đây, đằng sau này chúng ta có một cái logo. Logo này sẽ là logo phản quang và các bạn đi bên ngoài thì sẽ thấy cái chữ The Fire Monkey này nó phát sáng lên. Nó có cái màu rainbow, màu cầu vồng rất là đẹp. Thì không phải là tất cả các màu đều có cái mẫu The Fire Monkey này nhá. Sẽ có một vài mẫu có, một vài mẫu không. Bản thân cái logo này nó không bị thô quá. Nó ẩn ở đằng sau này thôi. Chúng ta mặc mũ nó trùm xuống dưới này thì phải để ý mới thấy. Chứ còn cái logo này không thể nào mà nhìn một phát nó bụp vào mắt ngay. Như thế nó trông nó khá là thô và nó không được tinh tế. Với cái lớp hình in chắc chắn như thế này thì mình đảm bảo là các bạn hoàn toàn có thể giặt máy như bình thường mà không bao giờ phải lo là bị bong cái này ra đâu. Bây giờ mình sẽ lộn ra để chúng ta sẽ review bên trong nhé. Đây, bên trong chúng ta sẽ có một lớp vải nỉ, màu cũng là cái màu sky blue, tuy nhiên thì là tông màu đậm hơn. Đầu tiên là mình phải nói rằng cái vải nỉ này nó sẽ giúp cho chúng ta là có một cái độ giữ nhiệt rất là tốt. Khi mình sờ vào thì mình cảm giác đầu tiên là nó ấm tay hơn rất là nhiều so với sờ vào cái da lộn bên ngoài. Và cái vải này khi mà cảm giác mình chạm vào da, cọ sát như thế này thì cảm giác rất là thoải mái. Nó chỉ hơi nhám nhám một tí thôi nhưng mà rất là mềm, rất là mịn, nó vừa đủ mặc lên người là rất ok rồi. Lúc nãy mình đã nói rằng là con áo này nó có rất là nhiều cái đường may dấu. Những cái đường may đó thì nó sẽ hoàn toàn là ở bên trong. Và nhìn kỹ những cái đường may này ở bên trong mình cũng thấy rằng nó có cái độ hoàn thiện khá là tốt. Đường may khá là đều, không bị thừa chỉ nhiều. Nó sẽ xuất hiện một số những cái đường chỉ dối, đường chỉ thừa ở các cái phần nối và phần kết thúc của chỉ. Thì đây cũng là một cái điểm trừ của chiếc áo này mà mình thấy là chưa hài lòng lắm. Nếu như mà đội sản xuất khắc phục được cái phần này thì nói rằng đây sẽ là một chiếc áo quá là tuyệt vời. Thì đây sẽ là một cái điểm trừ đầu tiên mà mình thấy được trên chiếc áo này.
Nói về những cái độ chắc chắn ở cái đường may này, cái đường may này mình có thể hoàn toàn kéo ra kéo vào thoải mái mà không thấy nó bị sổ lông ra hay là sổ chỉ ra ngoài. Ngoài cái đường may chính, mình có thấy là nó có một cái đường may màu xanh ẩn bên dưới nữa thì đảm bảo cho cái độ chắc chắn của cái chiếc áo này. Với những cái đường kim mũi chỉ chắc chắn như thế này thì mình nghĩ rằng đây sẽ là một cái áo rất là bền. Các bạn hoàn toàn có thể mặc được từ 2 cho tới 3 mùa rồi. Nếu như các bạn phơi phóng giặt rũ theo đúng cách. Và ở phía trên đầu của cái mũ áo thì giống như bao chiếc áo khác, chúng ta sẽ có một cái logo The Fire Monkey ở đây. Thế nhưng mà chính cái mác này nó lại tạo ra một cái điểm trừ nữa, đó là cái mác này nó may bị trờn ra bên ngoài. Cái đường may của mác này nó hơi xấu, phải gọi là hơi xấu. Thế nhưng mà cũng không sao, mình nghĩ là không sao bởi vì là cái mũ này nó sẽ che đi cái phần đó, chúng ta sẽ không thấy. Nhưng mà đội mũ lên thì sẽ thấy này, nhưng mà hạ mũ xuống thì không thấy. Thế tuy nhiên thì đây cũng là một điểm mà The Fire Monkey cần khắc phục trong những lần may tiếp theo. Và đây thì mặc trên người chiếc áo hoodie của The Fire Monkey, chiếc áo hoodie da lộn. Cảm giác đầu tiên của mình là nó rất là vừa. Đây là size L, mình cao 1m78, nặng 74 cân, mặc size L rất là vừa. Tuy là áo oversize nhưng mà cực kỳ là vừa, nó không bị rộng quá ấy. Chúng ta có đủ size SML để các bạn chọn nhá. Cái áo này nó có cái độ co giãn tốt, làm cho mình cử động rất là thoải mái. Mình hoàn toàn có thể chơi thể thao hay là vận động với chiếc áo này mà không gặp trở ngại gì cả. Hiện tại mình đang mặc cái áo này với cùng một chiếc áo nữa lót ở bên trong thì mình cảm thấy rằng cái độ giữ nhiệt của nó cực kỳ là cao luôn. Với kiểu mặc như thế này, một cái áo lót bên trong và hoodie này bên ngoài thì mình hoàn toàn có thể chống chọi với nhiệt độ bên ngoài, đâu đó dao động khoảng 18-20 độ gì đó thì đều là ok. Và bây giờ mình sẽ tiết lộ một cái phần quan trọng nhất mà có lẽ là các bạn đã hóng từ đầu đến giờ, là cái áo này bao nhiêu tiền. Cái áo này bán với giá là 550.000 tại website của The Fire Monkey, tfm.vn. Tuy nhiên các bạn đã xem hết video này đến đây, video khá là dài mà các bạn vẫn kiên nhẫn xem hết được, mình rất là biết ơn. Thế nên mình đã tặng cho các bạn một cái mã giảm giá, đó là Trung251. Trung251, các bạn nhập cái mã giảm giá hiện trên màn hình thì sẽ được mua cái áo này với mức giá là 251.000. Các bạn thử nghĩ xem, với cái số tiền như thế các bạn có thể mua được thậm chí là một cái áo phông tử tế cũng hoàn toàn khó mà mua được. Nên là một cái hoodie mà chỉ 251.000 với một cái chất liệu đẹp như thế này, cái độ hoàn thiện gia công tốt như thế, mình đã quay từ đầu đến giờ cho các bạn xem rồi thì không có lẽ nào để các bạn từ chối nữa rồi. Một cái áo quá là đẹp. Bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn các bạn nhập mã. Các bạn vào tfm.vn và đây là giao diện mới của trang web. Các bạn bấm vào phần này, chọn áo. Đây, các bạn có thể thấy có tất cả các mẫu áo, các màu áo cho các bạn lựa chọn. Các bạn chọn cái màu mình thích rồi chọn mua ngay, thanh toán đơn hàng. Các bạn điền các thông tin của mình như là email, họ tên, số điện thoại, địa chỉ, rồi nhập vào mã giảm giá là Trung251 và bấm áp dụng. Hiện tại thì mã giảm giá chưa được kích hoạt vì video chưa lên, thế nên là mình chưa thể kích hoạt ở bây giờ. Nhưng mà khi các bạn kích hoạt mã giảm giá thì số tiền của áo các bạn sẽ được giảm xuống chỉ còn là 251.000, cộng thêm phí vận chuyển nữa là các bạn chỉ còn đâu đó khoảng 280.000 thôi, rất là rẻ. Thế nhá, và cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video này. Nếu các bạn thấy hay và có ích thì hãy để lại một like, một subscribe để ủng hộ chúng mình, để chúng mình làm thêm nhiều video hay hơn nữa nhá. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và lắng nghe, và xin chào và hẹn gặp lại.